Con ơi cho chú hỏi thăm tìm kè cô hương duyên dáng kiêu sa nhìn thấy thích liền. Người tương ta mắt to mỗi trăm làn da trắng rất xinh, ta thì sexy nhìn mê ly. Phải chỗ này không con? Hai con, cho chú hỏi thăm, đây có phải là tiệm chè của bà Tám không tụi con? Dạ không, đây là tiệm chè của bà Hương. Ủa sao tiệm chè mà mình bán bánh tét không vậy con? Dạ ngày thường mình bán chè, mà bữa nay Tết đến rồi mình bán bánh tét. À, cũng đúng ha, còn mấy ngày nữa là Tết rồi, trời chú quên. À, vậy cho chú hỏi thăm là hai đứa con có biết nhà của cô Hương ở đâu không ạ? À? Dạ, ở đây có nhiều cô Hương lắm, chú muốn hỏi thăm cô Hương nào? Trời ơi, dễ thương quá à. Trời lý lắc quá à. Chú muốn hỏi thăm cô Hương có cái vóc dáng thon thon, giọng nói ví von, má đỏ môi son và hay thích chơi tạc lon. Trời ơi, ai mà dám chơi tạc lon trước cửa tiệm chè mẹ con, mà ló làm bể một chiếc chè là mẹ con đập chết luôn á. Mẹ không bá đạo quá vậy con, mẹ không dữ quá vậy? Dạ mình có cô Hương bán thịt heo. Ồ, chú biết cái cô Hương đó. Cô Hương đó hồi nhỏ đi học á, tụi chú gọi là cô Hương qua đèo. Ủa chú, cô qua đèo là cái gì vậy chú? Là heo qua đường. Dạ cô Hương bán nước hoa. Ồ, chú biết cái cô Hương đó luôn. Cô Hương đó tên là cô Hương Tràm. Ngày xưa thích chú lắm mà chú không có chịu. Dạ cô Hương hoa hậu. Cô Hương hoa hậu? Ủa con buộc cô Phạm Hương ở đây hả con? Dạ không, cô Hương hoa hậu là mẹ con. Vậy là mẹ con đẹp lắm á. Dạ chắc vậy. Con, trời ơi, có khách sao không kêu mẹ? Mẹ nha lắm. Đây nè, mẹ xin mứt dừa rồi, hai đứa bỏ vô bịch lát nữa mẹ con mình bán lẻ nha. Dạ. Đi cho khéo nha con. Trời ơi, đi cho khéo ngâm mén để đổ á. Cưng hết chứ con. Kìa Hương của tôi. Trời, tâm chó. Đúng là Hương của tôi rồi. Chị có Hương mới biết cái tên cúng cơm của tôi, tâm chó. Tại hồi nhỏ mới đẻ ra khó nuôi, ba má mới bỏ ra ngoài bụi cây đó. Ông thầy bói đi ngang qua, ông nói giờ muốn nuôi dễ không, đổi tên nó đi. Tôi đẻ ngay năm Tuất, bởi vì ba mẹ mới đặt tên là tâm chó. Mà ba mẹ anh cũng kỳ, tại sao đẻ năm Tuất không kêu là tâm Tuất cho nó dễ thương, đặt tâm chó làm chi? Mà cũng may là ở Việt Nam, chứ lỡ ở bên Mỹ người ta kêu ngược lại, kêu ê chó tâm. Này cũng ở Mỹ nha, mà tao không có kêu chó tâm nha. Kêu Mỹ à. Vậy qua tới đó đổi được tên gì anh? Tâm Bulldog. Trời ơi, cũng không né được tự chó nữa hả? Đừng. Trời ơi, Hương đây sao? Nó đó anh. Sao mà nó bèo nghèo quá vậy? Không, chứ còn ngon lắm Hương. Thấy vậy thôi, chứ bề nổi thôi, chứ bề chìm là nó ngon lành như chè vô nước vậy đó. Cô duyên lắm Hương à. Hả? Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Hương, chính Hương ngày xưa đó, để bây giờ một nách nuôi hai con. Hai con rồi. Hai đứa nhỏ nãy con của em đó. Đồ cái kẻ bạc tình lan. Bạc tình lan là đàn ông phụ đàn bà, ta mới chửi câu đó. Đúng ha. Sorry, tại tôi đi Mỹ nhiều năm quá, tôi quên tiếng Việt. Đúng rồi. Vậy đàn ông phụ tình đàn bà thì người ta gọi là bạc tình lan. Còn đàn bà, đàn bà phụ tình đàn ông thì gọi là cái gì? Không có trong từ điển Việt Nam. Bởi vì phụ nữ Việt Nam chung thủy lắm cho nên không có từ đó. Tiếng Việt nó không có nhưng mà tiếng Mỹ nó có. Ủa sao có? Tiếng Mỹ nó gọi là you are liar. You are cheater. Là gì? Nói chung là bà gian dối, bà lật lọng. Phải không? Tôi có lật lọng không bao giờ? Bà không những gian dối, lật lọng trong tình yêu.
Bà còn gian dối trong buôn bán nữa. Buôn bán còn mắc gì gian dối? Nhìn đi. Dạ. Trời ơi, treo đầu hê, treo đầu dê bán thịt chó. Để tiệm chè mà bán bánh tét không à. Trời ơi, tết nhất ai ăn chè. Một nách nuôi hai đứa con thì phải biết xào chè để sinh sống chứ. Tôi lấy nếp nấu chè tôi chuyển qua tôi gói bánh tét tôi bán. Còn cái dừa mà làm nước cốt dừa đó thì tôi làm mứt rồi tôi bán. Trời, sao anh không về sớm chút xíu tôi mượn cái mỏ anh ha. Mỏ tôi làm gì vậy trời? Cái mỏ của anh mà để dừa đó, anh vừa bánh tẻ để vô sấy một cái rột đem ra bán luôn khỏi sên mất. Mỏ này mà nào cách tới cùi luôn nè. Nè nè nè, không có để cái mỏ ra buôn bán nha, dẹp nha. Trời ơi, phải cho tôi bao máy con, sao không vô bịch dừa nhỏ nhỏ cho mẹ, xách vô vô bịch nhỏ cho mẹ nghe, vô từng bịch đi gãi đem ra cho mẹ nghe không. Trời ơi, phải bán lẻ mà con. Mình bây giờ mình nhỏ, mình bán buôn bán nhỏ. Thấy thương mẹ con ơi, buôn bán nhỏ. Gì à, là cái đồ phụ tình mà. Ủa, phụ tình gì? Bà nhớ lại đi. Nhớ gì? Cũng tại cái tiệm chè này. Đúng rồi, tiệm chè này. Tôi kêu bà đứng đây bà chờ tôi, bà nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Lúc đó tôi mới có 5 tuổi đầu à. Còn áo 6 tuổi. Vậy mà nở lùng nào rủ người ta cởi chuồng tắm mưa. Vậy mà tôi cũng ngu nữa, lúc đó 5 tuổi à. Trời, tắm mưa vui thiệt, cái nhà không có tắm. Nhớ không? Tôi còn tung thăng tung bữa thăng. Bữa đó trời mưa lắm. Đúng rồi, bữa đó mưa bụi cũng tắm luôn. Bữa đó mưa ngâu. Ừ, mưa rào cũng tắm luôn. Ồ, mưa đá luôn. Trời ơi, rớt vô mặt đau quá, ui da, ui da. Ui da, nhưng mà lạnh quá anh ơi, trời lạnh quá. Đúng rồi, lạnh quá. Tôi mới kêu Hương về đây nè, núp dưới quán chè của bà Tám. Tôi đứng dưới tiệm chè tôi đợi. Chỗ này nè, rồi tôi mới chạy về. Ê Tám, nó nghe nè, quay lại đây đi. Cái gì? Mệt quá, bây giờ tôi suy nghĩ rồi. Tôi đợi ông 30 năm rồi, giờ tôi mới suy nghĩ lại. Đứng đây tôi lạnh như một con chó con ở đây. Mà nỡ lòng nào ông nó chạy về thay đồ rồi ông đi mất hút luôn vậy. Tôi chạy về tôi tắm. Mà có tôi thay bộ đồ sạch sẽ. Phóng lên giường, lấy cái mền trùm lên. Bới tôi cơm ăn cho nó ấm lòng rồi tôi đi Mỹ luôn. Ê! Nghĩ sao trời kỳ vậy? Để cho con nhỏ nít 5 tuổi đứng đây chờ ông quá trời luôn. Bà cũng nói rồi, bà có 5 tuổi, tôi có 6 tuổi. Ai kêu bà ngu làm chi? Con nít nói bà cũng tin nữa trời. Nghĩ sao vậy? Nói gì tôi buồn nghe. Buồn gì? Tôi chung thủy chứ bộ. Người ta nói là ngu lan chức nữ, đứa nhỏ xíu với nhau thời tiên đồng ngọc nữ á. Thì ông nói tôi mới chờ ông 30 năm chứ ít gì. Mà tôi cũng thiệt á, tôi cũng ngu thiệt. Tôi chờ ông á, đến nỗi bà Tám nè, tôi ra tôi phụ bà chờ bà Tám bán chè cái bà chết luôn. Bà Tám bà chết rồi hả? Chứ còn gì nữa, 30 năm sao bà sống nổi. Giờ bà sống thành trăm mấy, bà thành quỷ hay gì. Cái tôi mới sang tiệm chè lại tôi bán, tôi sợ anh về anh không gặp tôi. Tôi mới sang tiệm chè này lại tôi bán á. Mà tôi cũng khôn thiệt. Tôi mặc quần áo tôi bán chứ tôi đứng như cái thân hình ngày xưa chắc đâu ai vô ăn chè. Đợi anh 30 năm rồi đó. Tôi xin lỗi Hương. Tại tôi qua bên đó, tôi lo ăn học rồi tôi đi làm, đầu tắt mặt tối, tôi đâu có nhớ ngày nhớ tháng gì đâu. Cái bỗng một hôm tôi thèm ăn chè, tôi mới đi mua bịch chè. Bước ra cái tiệm, trời ơi mưa nó ập tới. Không biết không, Cali nó ít mưa lắm. Vậy mà bữa trời ơi mưa xối xả, mưa ào ào trong mặt tôi. Rồi một cái tiếng sét râm văng vô trong mặt, rớt xuống bịch chè. Tôi mới nhìn bịch chè, tôi nhớ tới Hương. Tôi mới gọi mua cái liền một cái vé về để thăm Hương. Thì trời ơi, cái gì vậy? Đồ cái kẻ phụ tình. Trời ơi, lì dễ sợ luôn. Tôi đã nói với anh tôi có phụ tình mà nói hoài à. Mẹ, mẹ. Hả, cái gì con? Chú này là ai vậy? Ừ, đừng có sợ. Chú hả? Chú này là người yêu của mẹ đó. Trời ơi, bà mét, sao bà biết luôn vậy? Ủa, người yêu là sao? Bạn ơi, chị lớn mà chị không biết gì hết. Em nhỏ em biết nè, để em giải thích cho. Là giống như trong phim đó. Phim gì? Dạ, phim... Phim gì vậy? Phim gì con? Cho em coi phim gì vậy? Phim hoạt hình. Phim hoạt hình hả? Dạ, dạ, mẹ biết không? Phim Tom và Jerry đó, con mèo Tom đó, nó yêu con chuột Jerry lắm. Khi nào nó thấy Jerry nó mừng lắm, nó hung hiếu vậy nè. Được, coi phim hoạt hình được, mẹ tưởng coi phim gì mẹ hết hồn. Thôi đi nha, gia đình bớt cái đóng phim hoạt hình đi. Bà nói bà không phụ tình, với bà nói đi, con Tom and Jerry này ở đâu ra? Ý chú, con thích làm Jerry lắm, nên con muốn làm Jerry. Dạ con là con mèo Tom. Con bự vậy con làm Tom, nhỏ nhỏ vậy làm Jerry được nè. Chú ơi, con có một bài thơ này tặng chú nè. Con này giống chú lắm. Con biết làm thơ hả? Dạ. Con làm thử chú nghe coi. Anh không phải là thi nhân thi sĩ, anh chỉ là con khỉ con của em thôi.
Cái gì vậy? Tôi lỡ cho nó làm Tom and Jerry, cái nó cho tôi làm con khỉ liền chứ trời. Con mặt chú giống con khỉ lắm á. Dạ không không, con nói lộn, để con đọc lại. Ờ đọc lại đi cho chú nghe con nè. Anh không phải là thiên nhân thi sĩ, anh chỉ là chi kỷ của em thôi. Trời ơi, chi kỷ mà nhỏ đọc lẹ nó thành con khỉ. Con ơi, chú đó là chi kỷ của mẹ con đó. Chú ở bên Mỹ, chú về thăm mẹ con đó. Chú ở bên Mỹ hả? Chú có biết tiếng Mỹ không? Ồ, con biết tiếng Mỹ luôn. Rồi. Con dạy cho chú nha. Con biết tiếng Mỹ luôn? Dạ. Rồi sao con biết hay vậy? Dạ, mẹ con dạy. Bà biết tiếng Mỹ hả? Xin lỗi anh à, tiệm chè nhỏ nhỏ chứ bán cho Việt Kiều không nam. Để con đố chú nha. Ờ, sao con? Con coi băng Thúy nha. Con thấy chú đen nhổ phú làm lau mi. Con đố chú, lau mi là gì tiếng Mỹ? Eyelashes. Không phải. Lau mi là hair kiss. Long là hair, mi là kiss. Cái gì? Lau mi là hair kiss. Bà chỉ hả? Trời chứ còn gì nữa, xin lỗi à, gia đình tôi tiếng Anh là một bụng, quất một câu nữa cho chú nể con. Đâu thấy nể nể rồi đó. Mẹ hay yêu cầu hai con làm chuyện tốt. Con đố chú, yêu cầu là gì tiếng Mỹ? Yêu cầu là request. Sai biết rồi. Sao sai? Yêu cầu là love toilet. Yêu là love, cầu là toilet. Hả? Con kiếm bị phai nữa. Tiếng Mỹ của chú nó dở ẹt à. Không sao đâu, no sitawet. Con sẽ kêu mẹ dạy cho chú. Yên tâm đi, anh về đi đi, gia đình tôi kèm ngoại ngữ cho. Con vô rót ly nước mát cho chú uống, cho chú xuống máu đi con. Hiểu nổi với gia đình mình rồi. Dạ. Con rót nước mát cho con. Trời, thấy cưng không? Làm bộ đẩy hai đứa nhỏ vô ha. Gì vậy? Để sợ tôi giặt tội bà hả? Bây giờ bà có cho tôi uống cái gì tôi nói thiệt, cái bà tôi má tôi cũng lên đến đầu đi nè. Gì vậy? Nói với tôi là ông phụ tình, mà trả lời tôi đi. Gì? Ba của hai đứa nhỏ này là ai? Ba của bà, tôi cũng không biết nữa. Gì vậy? Tại vì đi buôn bán nhiều thứ bán không được, cái buôn bán dạo gánh đi vòng vòng bán nữa. Bà không biết ba của hai đứa nhỏ là ai, bà cũng phải biết là bà nó đang ở đâu chứ. Ở đâu? Hả? Ở đâu ai biết ở đâu? Cái gì vậy? Thì tại vì đi buôn bán. Trời ơi, bà bán chè dạo. À. Rồi bà đẻ dạo luôn hả? Bà đẻ dạo luôn hả? Con mèo ngoan kia. Mà em không phải con mèo ngoan, em không có đẻ dạo mà em chỉ có con dạo thôi. Là mỗi dạo vậy? Con đứa, mỗi dạo là con đứa đó. À. Trời ơi, em sang tiệm chè ở đây nha, bán nổi tiếng lắm. À. Bán khéo mà, bán nổi tiếng lắm, cho nên 4 giờ sáng em dọn rồi. 4 giờ sáng dọn ra đây nè. Cái bữa đang lui cui vậy đó, mở cái nồi chè đang úp này nè, mở ra thấy con bé Tôm á, nhỏ lớn đó. Bỏ gia đình nó bỏ đâu chắc lúc đó nó mới 3-4 tháng tuổi hà. Cái em mới nuôi nó. Trời ơi, mà lúc đó tôi còn gái mà, mới có 21-22 tuổi hà. Đâu có sữa cho nó bú. Suy nghĩ nát nước luôn, mới nghĩ ra được cách á. Lấy nước cốt dừa cho nó uống. Ta nói nó uống nghe nó bự bự ra ông trời tương. Tôi nuôi làm sao mà 1 tuổi mà như 3 tuổi vậy đó. Mát tay tiếng lành đồn xa. Nuôi nó chưa được 3 tuổi là buổi sáng lụm thêm con Chagi nữa đó. Nó dục ở đây nữa. Mà ăn Chagi hồi mà nuôi nó thương lắm. Họ đẻ thiếu tháng có chút ép vậy nè. Mà không biết thiệt, tôi nuôi mát tay sao cũng được 6 năm nay nó 6 tuổi rồi đó. Nói vậy là con nuôi thôi hả? Bị ép nuôi. Nãy bước vô là tôi biết con nuôi rồi. Làm sao mà con thiệt được? Sao vậy? Trời, nhan sắc bà làm sao đẻ được hai đứa lộng lẫy vậy? Tán tán giờ à? Quê nha. Hết hồn tử khen tôi tốt. Dù gì ta cũng là hoa hậu sớm chè. Cái này lạ nha. Ê, ví dụ như ở đâu lòi ra hoa hậu vậy? Thì tôi tự đặt cho tôi vậy đó, cho người ta thấy tôi chảnh chẹ, người ta không thèm cua tôi. Bởi vậy tôi mới có thời gian ở không 30 năm để chờ mấy người đó. Trời ơi, nói câu nghe mát lòng dễ sợ. Nói vậy là 30 năm nay bà vẫn chờ tâm chó hả? Ừ. Kỳ quá à. Tự nhiên giờ già cứ tâm chó kỳ quá à. Bởi vậy cái số tôi thì kỳ quá. Thế nào cũng đợi được cái mặt chó về.
thế nào cũng đợi được cái mặt đó về. Đó rồi, nó kỳ. Ra đây cắn. Hỏi vậy tôi nói thiệt á. À. Tôi biết mà, tánh Hương là tốt bụng lắm, bà khéo léo lắm. Ừ. Chỉ có một mình tôi thôi à. Lúc nào tôi cũng nghĩ xấu cho Hương, tại tôi là người xấu mà. Chú ơi, chú đâu có xấu đâu, chú chỉ thấy ghê thôi à. Trời. Cái gì vậy con? Chú thấy ghê hả? Dạ không, ý con muốn nói là chú nhìn thấy mê á. Con nhỏ nó nói lẹ quá, nó liệu chở. Trời, cái chữ thấy mê mà nó nói là thấy ghê. Nó lại gần lại chú nghe coi, thấy sao con? Thấy mê. Trời ơi, I love you, papa. Chú làm beautiful. Hả? Tiếng Mỹ nữa hả? Dạ. Mẹ chỉ luôn phải không? Dạ. Này con, beautiful là dành cho phụ nữ đẹp, chẳng hạn như mẹ của con, còn như chú là có phải gọi là very handsome. Nói nghe, kể từ bây giờ đó, chú sẽ dạy lại tụi con. Kể từ bây giờ, chú muốn hai đứa con gọi chú là ba. Gì gì? Ba gì ai đồng ý được ba? Gì thế? Tôi về đây, tôi kiếm con trâu mà nó lòi ra hai con ngé ọ. Nhiên giờ về trăng trâu à? Nó nói gì quá, nó cỡ chết đi. Chú, mẹ có mắt cỡ nhìn thấy ghê quá hả chú? Trời đất con. Mẹ con vui tính dễ thương, nấu chè xú giáp ai lỡ ăn vào một chén là mẹ tới nhà. Mẹ con đây bao muôn thật thà, bà con ai cũng thương. Hết giờ quảng cáo phần của con, tới phần chỉ con. Zalo, Facebook, livestream quán trẻ con Hương đông vui mỗi ngày rất hot, chiều lại tình bừng. Trẻ thơm ngon sắp cần nơi nè, mà yêu cô bác ơi xin đừng mua thiêu, mẹ hơi dồn cười nghe mẹ con. Mẹ vui khi thấy các con ngày một khôn ngoan, chăm lo học hành phụ giúp mẹ bao việc nhà. Cả nhà ta sống vui chan hòa, trọn đời mai có nhau. Cho dù gian khó mẹ vẫn muốn một đời vui con. Thương em một nách hai con, dài dầu mưa nắng anh mong thân này gánh vác cùng em một phần. Cùng lo cho các con nên người, đời ta chung hướng đi. Anh chờ em tí để em nghĩ. Từ đây mẹ ơi. Thôi, hôm nay Tết rồi, với con ta chống lưng rồi. Nay mẹ con mình nghỉ bữa, ăn Tết sớm ha. Mang mứt dừa xuống nè, tặng cho bà con hàng xóm mình ăn cho ngọt miệng luôn nha. Hiểu không? Dạ, dạ. Rồi ra đây chào bà con cái nè, rồi mình đi vô nè, phát mứt dừa nè. Gia đình bốn cây mai vàng xin thân ái chào quý vị. Yeah. Chúc năm mới quý vị vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Happy New Year. Thôi tâm ơi. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến một trong những ba nhà tài trợ chính, công ty điện tử Teletron. Thank you. Dạ. Yeah. Quý vị nhớ nha, ghé cho Teletron lấy một cái ghế Inada về nằm sóng xoài đã lắm, nó bóp đã lắm quý vị. Thank you. Hàng xóm gì kỳ cục à, thấy mặt tôi là để cái bài Who Let the Dog Out. Tôi đẹp mà, bữa nay là một trong những divo phải để những bài như là anh number one đẹp trai dễ thương, để ba cái bài ai để con chó ra ngoài là sao đó. Thằng Roland này tao đập nát cái bích thơ ra chứ. Không biết nói tiếng Việt không mà không hiểu hay không. Mà cứ nghe thấy mặt mình là để à. Hàng xóm gì, cái gì cũng biết, có biết điều là không biết thôi. Bực mình, ở đây không nổi rồi, phải dọn đi chỗ khác.
Mặc xệ, đứng lại. Mặc xệ mày đứng lại mày. Vừa thấy bạn mặt tôi bà con dỗ quá. Thích hộp đúng không? Dạ em thợ may, ở không rảnh đơm hộp vậy đó. Mà mới kịp đơm ở trên, ở dưới chưa có hộp nào. Chờ chút xíu em tâm sự với thằng con của em. Thằng mặt xệ đứng lại mày. Mày điếc hả? Nè, tôi nói một lần nữa cho rõ ràng nha. Cha đừng có ý cha làm cha, là cha muốn nói gì cha nói. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cha cứ kêu tôi là mặt xệ này mặt xệ nọ, kêu ghét rồi hàng xóm người ta cứ quen mặt, cứ gặp tôi là để những cái bài nhạc toàn là về chó không à. Cha nghĩ sao vậy? Mà mặt mày giống thiệt. Cái gì? Nó nghe nghe cha nói nè. Đó, cái chữ mặt xệ là bà con người ta thương, người ta đặt cho mình. Nó kêu mặt xệ cho nó gần gũi vậy thôi. Bây giờ con không thích thì cha không gọi ha. Nhưng mà giờ vậy, cha tính á, nếu mà mày làm được cái việc này thì tao nói với bà con hàng xóm cũng đừng có gọi mày mặt xệ luôn. Rồi, chuyện gì cha nói đi. Nè, bây giờ mày thử nói cái chữ râu coi. Dễ ẹt. Nói đi. Râu. Không phải. Râu. 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 Thấy không? Đồng bọn nó hú theo luôn đó. Đồng bọn đó. Phải. Mở miệng ra, đánh cái lưỡi lên. Râu. 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 Ồ, quên đánh lưỡi. Đó 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 đó. Râu. 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 Bà nội cha y hệt như con chó mặt xệ luôn. Bà con người ta thương, người ta bỏ hai cái chữ con chó ra lấy cái chữ mặt xệ mà mày không muốn làm muốn cái gì. Nè, cha đừng có gài game tôi nha. Cha biết là tôi không bao giờ nói được cái chữ R. Ha, cha gài tôi ha. Tôi nói thiệt, bởi vậy ở với cha tôi không chịu nổi nữa. Bữa nay tôi nhất định phải đi ra đời. Mày đi đâu? Đi ra đời. Đó giờ tôi chỉ có nghe ra qua, ra Hòa Hưng, ra Sài Gòn. Gần đây thì có ga xe lửa San Diego. Em mày ra đời ở đâu mày? Cha đừng có làm như vậy nha. Vậy là sao? Tôi nói đi ra đời đây có nghĩa là tôi đi, đi ra khỏi cái nhà này. Tôi đi khỏi nhà này, tôi không có đi tới nhà ga. Ra đời phải không? Ra, ra đời. Cười con khỉ. Bây giờ cha nói nghe nè. Con nhiêu tuổi rồi nói đi. 21. Cười cái gì? Thấy chưa? Mới hỏi nhiêu tuổi nó 21. Bà con thằng cười cái rầm. 21 tuổi à con. Con còn bé bỏng lắm. Chụp chân của ma. Ở nhà với cha đi con. Tuổi còn nhỏ lắm, đừng có ra đời. Nè, ta biết tại sao người ta cười tôi không? Sao? Dễ hiểu quá mà. Sao? Tôi 21 tuổi mà mặt tôi già như trái cà. Tại vì ai? Vì ai? Cha. À, sao vì tao? Cha nhốt tôi trong nhà 20 mấy năm. Như là vũ khí đá vậy đó. Trời đất ơi. Thấy chưa? Cái cây người ta vú tôi còn chịu không nổi nữa mà. Cha cứ tưởng tượng đi, cái vú sữa. À. Cha bỏ cho trong lưu, cha vú 5 ngày. Bươi lên, vú teo sữa khô. Cô gì tôi 21 năm tôi vú trong nhà, bây giờ trong người tôi cái gì nó cũng dập mẹ nó hết rồi. Trời đất ơi, cái gì nó dập? Cái tim tôi này cha, nó khô cằn, nó khô héo rồi, thiếu tình cảm cha biết không? Rồi từ từ đi, rồi cha kiếm tình yêu cho bù đắp lại trái tim dập thôi mà. Trễ rồi, trái tim là ở trên thôi. Dưới trái tim hai trái dập từ lưa rồi. Trời đất ơi. Hai trái dứa dập luôn. Con có lỗi với tổ tiên quá. Nói chung là coi như gia đình mình tuyệt tử tuyệt tông rồi hả con?
qua đây cha coi coi còn sửa được không? Sửa cái gì? Cha mới nói cái gì? Tuyệt tử tuyệt tông hả? Ờ. Làm cái gì mà đến nổi như vậy? Trời, hai trái nó dập rồi, con làm ăn gì được nữa? Hai trái đó là hai trái thận của tôi đó ông ơi. Cái đầu bóng ông đen tối ghê vậy đó. Nghe hai trái dưới mình rồi. Tao ở dưới người ta cũng tối đen theo mà. Sao mày chửi mình tao? Tao là ông già mày đó nha. Ông này cười dữ lắm nè. Mày chạy ông đi, 1, 2, 4 có mày đó. Không có tôi, ông không có đâu. Dạ. Con, nghe lời cha đi con. Nghe cái gì? Nghe nè, má mày mất sớm, nhà còn có hai cha con à, đừng có đi ra đời. Ngoài đời đường người rất là đông, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Ở nhà với Lý Thông đi con. Gì? Ở nhà với ai? Lý Thông, oh, không, ở nhà với Thạch Sanh mà cha nói lộn. Cái mặt ông là Thạch Sùng chứ Thạch Sanh con khỉ. Nè, ông le cái lưỡi đi con, le đi. Hả? Le đi, nè, ờ. Y Thạch Sùng mà táp rùi đó. Mày Thạch Sanh, giờ mày muốn gì nữa, ở nhà đi, cha làm thạch dừa cho mày ăn cũng được nữa. Ở nhà với cha nha con. Không thể ở nhà với cha được. Ở nhà với cha rất là kinh khủng. Sao vậy? Trong nhà đêm tối khanh thâu, nhìn cha con tưởng con trâu đang cười. À, cái gì vậy trời? Nó mới cho tôi làm Thạch Sanh rồi giờ nó chuyển tôi qua hình trâu già lắm. Tiếng Anh là buffalo đó. Trời, thì sợ mấy thằng Mỹ nó không hiểu sao mày dịch luôn vậy? Rảnh mà. Bởi vì người ta nói đúng lắm. Nuôi con đi. Bởi người ta nói mà. Chà. Nhân giả giả nhân, nhân giả giả. Giả giả nhân nhân thành giả nhân. Mà ông đó, tao quýnh thấy bà già mày cho mày. Mày mất dạy. Cái gì? Bây giờ mày cho tao làm cái gì? Khỉ luôn hả mày? Giống thiệt chứ. Bây giờ mày coi nè, cái thế giới động vật còn con gì nữa, mày ghép lên người tao đi. Con nào cũng giống cha hết trơn á. Trời ơi, tao quýnh thấy bà đòi mày giờ nha. Thằng nè, mất dạy. Cha mới mất dạy đó. Trời ơi, cha mới nói cái gì tao nói lại đi. Quýnh thấy bà nội mày. Trời ơi, lôi bà nội lên chửi cha luôn đấy. Trời, thằng này không biết nó ăn cái gì. Nói mà cái dạy. Gì nó cũng nói được á. Con ơi con, nghe lời cha nha. Ở nhà đi, có hai cha con mình qua tới đây rồi. Cha lo cho mày ăn học. Học đi con, mình kiếm cái bằng nha con. Dẹp, tôi không có học gì hết trơn. Sao vậy? Tôi nói cho cha nghe, học cho lắm á cũng ăn mắm với cà. Học tà tà cũng ăn cà với mắm. À, học cho lắm tâm cũng ở chuồng, học điên cuồng cũng ở chuồng đi tắm. Cái gì vậy? Áo đỏ, áo đỏ khoái cởi chuồng lắm hả? Trời ơi, mấy bà thích coi thôi, ông cũng thích coi nè. Ê mày, người ta làm thơ là người ta đem bông đem hoa nè, người ta đem gió đem mây, còn mày làm thơ mày cởi chuồng. Mày nghĩ tướng mày cởi chuồng có ai coi không? Cha không coi, nhưng mà tôi kể dưới này khối gì người con. Trời, nè, bỏ đi con à, nghe lời cha. Sao hôm qua nè, cha có đi coi bói cho mày rồi. Nữa coi bói nữa không? Mày biết rồi, cái ông thầy Lưu Trung Tử đó, ông coi hay lắm nghe. Ông thầy nào? Ông thầy Lưu Trung Tử đó. À, cái ông thầy mà chung vô cái lưu là chết cái gì? Lưu Trung Tử là chui vô lưu chết bậy không à. Lưu là cái họ của người ta, Trung là cái tên lót, rồi Tử là cái tên ta, Lưu Trung Thôi Tử. Thôi cha ơi, cái ông đó ông coi tầm bậy tầm bạ, mà cha tối ngày mới tính dị đoan không à. Coi cái gì mà tầm bậy, ông coi hay lắm. Hay cái con khỉ, nè cha nhớ chưa? Nói hồi gì? Xưa coi cho cha nói là mấy mốt số cha là số hưởng, nghe. Ngồi một chỗ, rung đùi cũng có tiền. Rồi giờ ta làm gì? Thợ mai. Đạp mấy mai chết mẹ luôn, tiền đâu? Ê mày, tao cũng rung đùi, tao có tiền cho mày. Thưa thầy, coi bói là nó phải trừu tượng. À, người ta không thể nào tiết lộ hết thiên cơ, mình phải suy nghĩ. Trừu tượng, phải không? Nhưng mà coi cho mấy người bạn của cha mới là ghê. Rồi sao? Coi cho cái chú Phong Nhĩ gì đó. Cha mà tốt ghê, thiếu gì tên, đặt người ta tên Phong Nhĩ. Phong là gió, Nhĩ là tai. Gió tai là Mày sao kỳ quá à? Kỳ cái gì? Bạn bè tao có nhiều tên Phong, thì tao phải đặt thằng tên Phong Nhĩ để biết thằng Phong này với thằng Phong kia chứ. À, đúng. Tự nhiên thằng Phong sao? Quan trọng là coi chú Phong ha. À, đối chú Phong 11 á, lớn lên á sẽ là cái người rành rành gọt về địa lý ha. À, thông thạo mọi ngõ ngách. À, rồi về lớn lên chú Phong làm gì? Chạy xe ôm chết bà luôn. Ê, tao thấy đúng lớn đâu. Tao thấy đúng mà.
Đúng cái gì? Trời, mẹ có thấy thằng xe ôm nào mà nó không rành rọt địa lý không? Không có thằng xe ôm nào mà nó không nắm địa bàn trong tay không? Trời ơi, coi bối là nó trù tượng. Người ta tiết lộ thiên cơ vậy đúng quá rồi, còn gì nữa? Trù tượng cái gì? Còn cái chú nè, cái chú Quốc mới ghê. Chú Quốc làm sao? Nói mày mốt lớn lên, chú sẽ là người đưa đất nước vô khuôn khổ. Tưởng làm giám đốc hay cái gì? Ai dè, lớn lên cũng đưa đất và nước vô khuôn khổ. Làm thợ hồ chết bà nội luôn. Ê, cái này cũng hay chứ mày. Cái này đúng quá chứ. Đúng cái gì? Đất và nước. Ổng chỉ nói là đất nước, ổng thiếu có chữ già. Coi bối mà thiếu người ta, đổi cả một cuộc đời của người ta mà người ta nói như vậy. Trời, coi bối là trù tượng mày xấu kỳ quá. Tượng cái gì? Còn có chú nè. Chú gì? Cái chú Thiên mới ghê nè. Chú Thiên sao? Nói về mốt chú sẽ lớn lên là một người nắm cả ngàn sinh mạng trong tay. Tưởng ông làm tổng giám đốc hay gì? Ai về bây giờ ở miền Nam chăn vịt. Cả ngàn con vịt đó. Cái thằng này ngộ ta. Ngộ. Vịt nó cũng là sinh mạng chứ bộ. Trời, coi bối gì quá hay rồi chứ còn gì nữa. Trù tượng phải không? Bỏ cái trù tượng đi cha nha. Bỏ đi, con không coi bối gì hết trơn á. Con có tin. Con ơi con, ổng nói cái tướng của mày sau này sẽ làm bác sĩ. Bây giờ qua tới đây rồi, mình ráng học làm bác sĩ đi con, cho nở mặt nở mày gia đình con. Cha, cha con mình qua đây bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm mà cha làm như là 30 năm. Ha? Bây giờ con nói chuyện với người ngoại quốc, con phải dùng động từ tu quơ mà. Thấy chưa? Học bác sĩ 13 năm mà sao con học nổi? Dẹp, con không có học. Mày không học bác sĩ, mày học dược sĩ đi. Không học luôn. Mày làm nha sĩ đi. Dẹp, không học gì hết. Mày kiếm cái gì sĩ mày học cho con nở mặt nở mày gia đình đi. Được, tôi sẽ học một nghề. Nghề gì? Ca sĩ. Mày làm ca sĩ. Thế sao? Ê, mày biết hát không? Biết hát từ hồi nhỏ. Tiềm năng ẩn. Cha không biết. Trời, sao tôi không biết vậy? Ê, hát thử coi. Nói chuyện với cha. Bây giờ cha biết là cái loại nhạc đang thịnh hành nhất bây giờ là nhạc gì? Nhạc gì? Đó là nhạc bolero. Nhạc gì? Bolero. Bây giờ tao mới thấy cái công hiệu của cái mày nói không được cái chữ R đó, nó đặt đúng chỗ này luôn đó. Sao? Thường thường tao kêu bolero nó rất là bình dân và bình thường. Còn mày tự nhiên mày kêu bolero. Trời ơi, tự nhiên thấy nó một trời ba ghi vậy. Thấy nó sang hẳn ra luôn vậy. Hát bolero. Quá sang. Đỉnh. Cha chịu. Hát liền bolero con. Ok. Bằng nhạc nó mất hết trơn rồi. Nghe mày hát đi toilet luôn rồi. Không cần. Con tự làm nhạc được mà. Hả? Beatbox. Hát bolero. Beatbox. Beatbox. Dạ. Ờ, đừng beatbox. Làm thử đi con. Vô. Tưng 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 tách tách tùm tách tùm 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 tách 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 tùm tách tùm 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 tách 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 tùm 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 tách 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 tùm 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 tách 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 tùm tách 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 tùm 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 tách tách tùm tách tách tùm 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 tùm. Sao đánh tôi? Cái nữa tao đọc này vô trong miệng mày cho mày tắt họng luôn. Cái gì vậy? Trời ơi, sao không hát đi, cứ tắt hoài vậy ông nội, bích tóc hoài vậy? Nhà quê quá. Ca sĩ muốn hát phải có ban nhạc, nó phải dạo nhạc intro chứ cha, làm gì vậy? Trời ơi, intro 3 khuôn, 4 khuôn là mày 16 khuôn mày chưa chịu vô nữa. Cái ban nhạc The Brother này nó đánh dài lắm. Bà con ta nôn nóng lắm, hát liền đi con. Vô, vô liền, bô là go. Tưng 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 tắt. Mày vô không? Mày vô. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài, tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông, bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông. Ơi người ơi, bông lê cho bằng bông lụ. Ơi người ơi, ơi chim sao mồ côi, chim sao mồ côi thương em mà anh đợi, đêm trắng cò than nghe trái tai tê, lòng mẹ bao la như biển đầu. Bây giờ cái đầu mày con mưa bay đã tôi siêu dính ngã ba rồi đó nha. Không có bao nhiêu tiền mạch nội thương đó nha. Cái con hả? Tự nhiên đạp con vậy? Trời ơi, mình đi hát cái gì mà cái bài hát nó không có đầu dính đâu hết vậy?
Đây là một bài hát bolero có tên là Liên Khúc Gắn Kết, có nghĩa là lượm khúc này khúc nọ gắn vô cho nó dài. Trời đất ơi, hiểu chưa? Bỏ, gì? Bỏ. Không được hả? Cái vụ ca sĩ tôi thấy không xong rồi. Nè, nghe cha nói nè, ca sĩ không phải dễ làm đâu con. Ừ. Ngoài thanh sắc vẹn toàn ra, ừ, ca hay nhảy giỏi ra, người ta còn phải có cái duyên số nữa, phải có kiến thức về âm nhạc. Nè, con biết không? Mình học bác sĩ là mình ra làm bác sĩ, ừ. Mình học giáo sư là mình ra làm giáo sư, ừ. Mình học kỹ sư là mình ra làm kỹ sư. Còn mình học ca sĩ là mình chưa chắc vậy mình đã làm ca sĩ, biết không? Cũng chưa hẳn như vậy. Tại sao? Có nhiều người học luật sư mà bây giờ ra trường làm MC. Của ai vậy? Nguyễn Cao Chị Duy. Cái trường hợp đó nó ngoại lệ. She's the one and only one. Không phải ai cũng được giống như her. You know. Con ơi, nghe lời cha, mình bỏ cái sĩ đó đi, mày kiếm cái sĩ khác mày học giùm tao cái đi. Ok, có ngay, ừ. Con sẽ học làm nêu sĩ. Sao thằng này nó dùng nhiều cái từ lạ quá ta? Có nêu đâu. Sĩ là gì? Bình thường, làm nêu, có nhiều tiệm, bỏ sĩ cho bằng nêu sĩ. Nêu sĩ? Ừ. Mày học nêu rồi nào? Con học nêu. Lấy tướng ra đi học học neo. Cái tướng nó như con heo nọc vậy mà đi học neo. Được không? Được hết á. Con biết làm rồi hả? Biết. Mà con nói cho nghe, người yêu của con là chủ tiệm neo luôn. Trời tụi ơi. Con thương nhau, bây giờ tính là mua ao, rồi sẽ cố gắng cày. Một năm mở một tiệm, 2 năm mở 5 tiệm, 5 năm mở 10 tiệm, 10 năm mở 20 tiệm, 100 năm mày mở nghĩa địa đi. Cái gì kỳ vậy? 100 năm mày chết queo rồi, mày mở cái gì? Bị hố cha ơi. Đó. Được không con? Nó nghe nè, người yêu làm neo hả? Dạ. Tao thấy vậy cũng được. Cha yên tâm, tụi con sau này sẽ cố gắng cày, thống lãnh, nắm cả thị trường neo của nước Mỹ. Trời ơi. Lúc đó con tuy không làm bác sĩ, nhưng có tiền tỷ, có cuộc sống xa xỉ, đời sống hoan hỷ, đó là một ý tưởng hoàn mỹ. Thôi đi cái thằng khỉ. Nói ba cái chuyện về quỷ không gì mà tao nghe cũng chí lý. Ê, nghe nè. Dạ. Hôm ấy con nói với người yêu con đừng có mua ra gì hết á, kêu người yêu tới đây rồi mua in vô ở chung luôn đi. Nguyễn. Ừ. Rồi coi như là chỉ cha làm neo luôn. Là sao? Cha không có muốn rung đùi nữa. À. Cha muốn rung tay. Là cái gì? Vũ. Hay quá. Để con kêu người yêu. Nãy giờ chờ con ngoãn. Vậy hả? Kêu, ừ. kêu vô đi. Alo. Honey. Vô đi cưng. Vô đây. Trời ơi. Thà. Dạ con. Chào cha. Ừ. Mày 3D hả? Bây giờ mới biết sao. Lâu rồi, sao lâu rồi. Cha hãy nhìn cha. Tao sao? Mặc pyjama, đính hộp kim sa, chả trách gì con là chim đa đa. Là chim đa đa. Ừ. Còn nó là chim gì? Dạ, con là chim le le. Dễ thương quá. Le le. Nè cha, cha làm gì vậy? Tao thấy cái lưỡi của nó lè là tao ghê quá. Cha thấy ghê, nhưng mà con mê. Nó bị trắng trợn vậy. Ừ. Nè cha, hồi nãy cha nói con làm ca sĩ hát không hay đúng không? Xin giới thiệu cha, người yêu con ca là đỉnh linh đỉnh luôn, điển của điển, hát luôn chứ sao. Dạ dạ. Hát thử nghe vừa coi. Là neo sĩ mà vừa là ca sĩ luôn. Đúng. Dạ. Hát cho cha em nghe đi. Dạ ok. Con tặng cha một khúc nha. À coi bài gì đây. À con có bài này. Tôi muốn lại xa chuyện đời,
Tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Thôi đàn bà. Đủ rồi. Dạ. Cha xác nhận được giới tính của mày rồi. Nó hát cái bài là coi như là lộ giới tính ra liền. Nó hận đàn bà mà nó phải yêu đàn ông thôi. Mày bớt bớt diễn lại chút xíu được không? Tông ngói quá. Nó nghe nè. Sao cha? Nó là ca sĩ phải không? Dạ. Nó đẹp trai quá. Dễ thương. Chắc gì nó yêu mày thiệt. Nó thấy mày yêu nó không à. Giờ mấy hai đứa chứng tỏ tình yêu được không? Ta muốn cho sao? Tin, cho tao tin vậy đó mà. Ta muốn sao? Mày hút cái chốc được không? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Được. Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy trời? Ôi mẹ. Láng lắm. Nó trợ cái môi em luôn. Nó là hung á. Hung đó cha. Tao thấy mày nhà qua hủy không chứ. Cha ở đây đông người lắm. Hung tráng thôi. À. Hung xuống dưới một chút á. Con Yến giờ nó thấy quýnh con chết mẹ. Gì vậy? Tao được không cha? Tụi con thương nhau thiệt tình đó mà. Được rồi. À, đâu, đâu, đâu. Đè nén xuống, đè nén xuống con. Kìm hãm thú tính lại con. Con đè lâu lắm rồi. Cha sao cha? Giờ dày. À, anh à. Em nói chuyện với cha rồi. Mình khỏi cần mua ra, mình mua vô. Ở chung với cha. Baby. Sao? Mình không có nói như vậy. Nói sao? Mình dọn ra hoặc là mình dọn vô. À. Mình không có mua ra, mua vô như người ta. Kỳ lắm. À, cái chữ mua nó kỳ đúng không? Kỳ lắm. Rồi, mình khỏi dọn ra, mình dọn vô, ở với dạ. Cha. Dạ. Được không cha? Cha? Trời ơi là trời, duyên phận. Làm chi xa đi bỏ
ngàn nhớ tin dùng rơi tim vỡ tan rồi, đường xưa dấu chân còn đó, chiều buồn nghiêng nghiêng mây gió, đau lòng tin biệt người đi, chiều buồn nghiêng nghiêng mây gió. Đau lòng tiễn biệt người ra đi. Trời ơi, ca sĩ đứng đường mà hát cũng đứng hình luôn à trời ơi. Hay quá, chào đâu, cũng nhận tiền luôn á. Anh em chào anh ca sĩ đứng đường. Em ơi. Dạ. Anh là ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. À, đây đúng rồi, ngoài đường hay đứng đường thì nó có dư có chữ ngoài thôi chứ đâu có gì đâu, thì cũng là đứng đường thôi chứ đâu có đứng trong nhà. Đúng không? Cũng đứng ngoài đường, đứng trước rạp hát thôi mà. Tại em chân thật vậy đó, em nghĩ sao em nói vậy, xin lỗi anh. Dạ. Em ơi. Hả? À? Em mới bị quýnh ghen hay sao mà mặc bộ đồ te tua như con bạch tuộc gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tôi mới nói ông đứng đường, ông nói tôi lại con bạch tuộc. Tôi nói anh nghe, không có ai rảnh nó đánh ghen. Nó thấy tôi rồi nó ghen, nó quánh vô mặt tôi chứ không ai đi mà đi được có thời gian mà nó xé từng miếng vậy trơn trời á. Anh hiểu không? Anh ra là đừng có nói vậy biết không? Nói anh nghe, tôi mặc đồ này tôi có dụng ý hết trơn á. Là để anh chi biết không? Để người ta thấy tôi đẹp. À. Anh biết không nè, của tôi đứng ngang là hết hồn luôn nè, anh thấy không đã? Nói theo kiểu mà thị trường nhà đất Việt Nam đó là nói vậy. Trời ơi, nhìn cái dáng con nhỏ này giống như nhà trong hẻm tự nhiên phóng lộ lòi ra mặt tiền mà phía sau còn được đền bù. À, đúng không? Đúng không quý vị? Đúng không? Dạ. Ghê chứ. Ghê là ăn mặc phải nghiên cứu. Anh hiểu không? Như anh đang hát như vậy á. Dạ. Mà em chạy ra như vậy á. À. Thì em giống dân chơi quá đó nha. Trời ơi, sao tự nhiên anh nhìn em anh biết dân chơi liền vậy anh? Dạ đúng rồi, em nè. Dân chơi không sợ mưa rơi hả? Ờ. Dạ, 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 nghe nè, nghe nè. Trời mưa ướt áo ướt quần à. Cũng không ướt được tinh thần dân chơi. Wow. Dân chơi không sợ mưa rơi. Mưa rơi to quá dân chơi đi về. Wow. Ghê không? Ghê không? Ê, điên sao bây giờ lạnh mà mưa nó chơi hồi đang về bệnh à? Nhưng mà em làm như vậy á, người ta nói em bị thần kinh. Trời ơi, vậy là anh không có biết rồi. Trời ơi, anh không biết cái giá trị của thần kinh rồi. Đây nè, em nói ra nè, theo cái suy nghĩ nè, theo là coi như là dẫn chứng của khoa học hành tinh, tất cả để lại là những người thần kinh là như vậy. Tôi nói cho anh nghe, khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh là làm cho những đứa thông minh phải ức chế. Đúng không quý vị? Dạ, tôi nói anh nghe, anh chửi tôi thần kinh, đúng rồi tôi thần kinh, tôi khùng mà, tôi điên mà, tôi muốn làm gì đâu ai trách tôi, đúng không quý vị? Em muốn làm cái giống gì em chửi, em mắng, em xé đồ anh cũng đâu có quyền bị anh tỉnh mà. Anh tỉnh anh đâu có quyền chửi lại tôi thần kinh mà. Đó, đúng không? Đó, thành ra tôi quậy một hồi anh ức chế, tay đâu, chân đâu, đầy đủ mà anh không đánh, không đá tôi được thì anh tức quá, rồi nó chạy tới, chạy lui, ức chế, chạy lên, chạy xuống, chạy qua, chạy lại, xong rồi cuối cùng mấy cái toàn ten nó tức quá, nó rụng. Em nói gì toàn ten? Toàn ten cái gì? Ủa hai cái tay ông không toàn ten không? Chạy nó có toàn ten vậy không? Vậy chứ ông nói cái gì toàn ten? Ủa ông có cái giống gì toàn ten? Trời đất ơi! Hết hồn hả chị? Hết hồn cái gì? Ở Mỹ là anh nói là trong sạch không có nghĩa gì tầm bậy hết á! Trời đất ơi! Đất ơi! Cái gì? Ông nói anh nghe, anh đừng có chửi em, anh chửi không có lại em đâu. À. Hồi lúc mà ba má em sanh ra cái mỏ em ra trước nè. Anh hiểu không? Người ta ra cái khác, còn tôi ra cái mỏ. Vậy hả? Anh ra... Giỡn chơi với anh vậy thôi, tại thấy sáng giờ anh đứng ngoài đường hát mà chưa có thấy ai đến tặng quà tặng gì cho anh cũng tội nghiệp. Ừ. Tại lúc này dịch giả quá nè. Em chưa tặng em khóc rồi. Xúc động. Em nói anh nghe, tại vì cái quà này là bao nhiêu người ở dưới gửi cho em để đưa cho anh. Em chưa được, em xúc động. Tặng cái gì? Khóc cũng vỗ tay. Vì không lẽ từ đây tới cuối tôi khóc hoài sao? Cái nhà dễ thương đó nghe. Tôi thẳng anh cái này là tôi bảo đảm anh, bảo đảm ở dưới vỗ nữa mà anh cũng xúc động. Hồi hộp. Tặng anh cặp vú sữa. Hết
chuyện tặng anh vú sữa. Giỡn hoài, tặng có đầu tư đây nè. Em nói ra khán giả sẽ vỗ tay từng cặp. Tôi nói anh nghe nè, có phải anh lớn lên là nhờ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình đúng không? Đúng không quý vị? Mà quý vị cũng vậy chứ bộ. Ví dụ bây giờ uống sữa bình thì cũng phải mấp mấp mấy cái đầu tiên chứ. Thành ra mình đi đâu mình cũng phải thành danh như thế nào. Tôi tặng anh là tôi muốn nhắc nhở anh có thành danh, anh thành ca sĩ nổi tiếng, anh cũng phải nhớ những giọt sữa đầu tiên của mẹ mình. Nhưng bây giờ tôi biết má anh nhăn nhéo xài không có được. Tôi cho mượn cặp tôi xài đỡ. Ở nhà nguyên một cây con cặp một con luôn. Cầm đi. Ồ, nghiệp quá. Nhưng không cách để đây chút lấy. Ừ, gửi đi, gửi đi. Còn nữa nè. Còn gì? Em còn qua tháng anh nữa nè. Trời ơi, qua nhiều vậy hả? Em xin chữa đứa, em xuống đâu quá trời ơi. Hồi hộp quá. Tới tặng anh chùm ớt. Ê trời. Sao mà tặng anh ớt vậy? Trời ơi, em tặng phong thủy đó anh. Trời ơi, làm anh nói anh nghe Tết chứ đó. Anh mà tới tặng người ta cái gì màu đỏ là người ta thiệt, người ta thích dữ lắm. Vậy hả? Là em muốn tặng cho anh, em tặng mà em nghiên cứu dữ lắm á. Em tặng cho anh cuộc đời của anh lúc nào cũng thăng hoa, cũng rõ lồm, cũng dài thòn vậy. Chứ đừng có đen thui nhỏ xíu thì gớm lắm. Đúng không quý vị? Dạ, em tặng em có nghiên cứu mà. Kỳ quá đi. Trời ơi, yên tâm, ngon lành lắm. Sao tặng nghe nè. Kỳ thiệt luôn á. Có, tôi tặng quà anh rồi á. Thật ra anh thấy tôi mặc đồ gì anh thấy không? Là tôi cũng muốn làm ca sĩ dữ lắm. Wow. Dạ, tôi nói anh nghe, tôi thấy anh hát mình không có ai mà qua ái mộ, cho anh kết hợp với tôi đi, ngon lành luôn á. Vậy hả? Tôi biết làm nhiều thứ dữ lắm, tôi biết đủ kiểu hết trơn hết trời á. Anh không nghe hả? Anh nghe tôi hát một lần là anh chết chứ không phải dẫn chơi đâu. Em biết hát luôn. Trời đất ơi, em hát bữa hội trường 3.000 người, 2.000 đi cấp cứu, 1.000 kia xỉu tại chỗ, không ai sống hết trơn. Em là người ta gọi em là tiếng hát là tàn sát sinh linh. Nguy hiểm quá vậy. Dạ, em hát là hết hồn luôn á. Anh không tin em hát thử nha. Thử nghe coi. Rồi từ từ nha. Em nói thật, em hát là anh hết hồn luôn á. Đâu có giới thiệu của em thôi là cha Diệt Thảo vứt đi. Thử coi. Dạ bây giờ mời quý vị nhắm mắt xuôi tay thẳng cẳng nín thở nghe em hát vô. Hoàng Nhất ơi anh có biết không, chắc là anh không biết, nhưng mà khi em nói ra thì anh sẽ biết. Từ núi cao em băng đồng lội suối lội sông qua nhiều đau khổ nắng táp mưa xa. Dạ cương quyết gặp anh gặp người em mơ em mộng em ngóng em trong bao năm dài chờ đợi đời ca đợi em đêm nằm mơ tưởng tượng. Khi gặp anh thì em sôn trên má em gá vào môi em ngồi trong dạ như thủy kiều đang nâng niu chòm râu từ hai hạnh phúc lắm ai ơi em không còn chơi với như ngày xưa nữa. Hẹn hết mùa trắng em về thưa cùng ba má. Rồi đến mùa cu hồn các đàn em sẽ đem trầu cao qua cưới anh về làm vợ ý lộn làm chồng. Em quý em yêu em chịu hết già. Anh muốn gì em cũng làm theo miễn sao không còn nằm chèo queo mà tư tưởng đến người con trai râu nhiều như quỷ mắt bự mũi trâu ui róc độc nhưng mà rất đẹp và đẹp nhất trong chùa. Đừng xỉu, đừng xỉu, đừng có xỉu. Em đừng có xỉu. Xíu lên đi theo chuyện đồng tụi ông bà rồi trời ơi. Cái hay dữ nha. Đó em nói mà. Sao? Em nói là bình thường em chữa lộn mà mỗi ngày mà hơi nay em nói vậy đó. Vậy hả? Anh thấy em được lắm phải không? Được. Trời em hát chưa có phải trơn tru lắm nhưng mà em biết hát đó. Vậy hả? Thôi em biết hát mà chẳng những vậy em còn diễn xuất nữa. Diễn xuất luôn. Trời ơi em diễn xuất là hết hồn luôn á. Em diễn em muốn dưới người ta khóc ta khóc, muốn cười người ta cười, muốn chửi là chửi, muốn chọi dép vô là ta chọi thẳng em luôn á. Mà người ta em đâu có ngu vậy, chọi thẳng em né chúng anh. Trời ơi thiệt ghê không? Em thiệt ghê không? Thôi nguy hiểm quá. Em ghê lắm, em quấy người ta đâu. Nói nghe nè, em bây giờ quy định hoàn cảnh đi. Anh mới thấy em diễn kịch trội dễ nhưng mà mình cứ quy định cái gì mà cho nó gây gốc lên đúng không? Bây giờ anh là người chồng và sắp cưới của em đi. Đã có vợ lâu rồi mà bây giờ em nói thiệt với anh, em chán nản anh quá, em kiếm chị em đi lấy người khác. Vậy hả? Xong anh tìm mọi cách. Không khó chứ. Anh phải lấy vàng, lấy vòng, lấy hột xoàn trội vô trong mặt em vậy đó. Hoặc là anh lấy vàng anh đánh em cũng được đó. Hay gì đó, thí dụ gì đó. Rồi anh dùng thơ, dùng cái. Nói chung anh dùng tất cả mọi cái, anh phải kéo em lại. Nhưng mà em không chịu ở lại, em quyết định em đi. Đó, coi có đứa nào hơn, coi em ở lại hay là anh đi. Thử coi. Thử coi nha. Bây giờ quy định nha. Thử coi. Trời ơi, tôi chán anh quá rồi. Tóc người ta càng ngày càng thẳng, anh càng ngày càng quăng. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ bỏ rồi. Thì ghét. Tôi để lấy chồng đây. Em nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về nhà trắng mượn súng to thục qua bên kia 500 quả trời. Để trả thù em đêm đồng phòng. Quý vị dỗ vậy? Thục 500 quả banh mẹ 5 cái tiểu bang rồi. Trời ơi, động phòng cái gì nữa, cái đó có nước động quang chứ động phòng vậy. Ông mới có thử lòng.
ông chút xíu mà anh thấy không, phải không? Anh đối xử tệ với tôi lấy người khác anh phải chúc phúc cho tôi, đó mới là người đàn ông cao cả, thì tôi còn suy nghĩ tôi quay về với anh. Thì anh thục 500 quả. Trời ơi, thục 500 quả đầu thai 8 lần cũng chưa xong nữa. Tôi nói anh nghe tại sao tôi bỏ anh? Sao? Có nhiều lý do lắm. Tại vì ngày xưa anh khác, ngày nay anh khác. Giỡn hoài, có khác gì đâu. Khác, tôi nói thật anh, tôi so sánh xong bỏ dưới toàn bộ mấy ngàn người ta kêu bỏ liền luôn. Thử nghe con. Chẳng những phụ nữ mà đàn ông cũng kêu bỏ luôn, không ai bên anh đâu. Có thử nghe con. Nghe nè, nghe tôi so sánh ngày xưa, ngày nay nè. Rồi. Ngày xưa sung sức thì nghèo, bây giờ khấm khá thì teo mất rồi. Không giỡn nha. Ngày xưa thì trận mạc xông pha à. Bây giờ đạn lép nó hỏng ra khỏi nòng. Ngày xưa thì như sắt như đồng. Đúng rồi. Như đinh đóng cột như rồng phun mưa. Đúng vậy. Trời ơi còn bây giờ như cà muối dưa. 10 tháng minh mạng mà nó cũng chưa có ngốc đâu. Ôi trời. Trời ơi, tôi phải tìm mọi cách chứ, tôi phải nói xấu anh, không có tôi cũng đặt chuyện tôi nói rằng tôi đi chứ. Anh hiểu không? Mắc cỡ không chết luôn à. Mắc cỡ cái gì, có sao nói vậy, mắc cỡ gì, nhìn ông vậy chứ không có xài được cái giống gì. Thấy ngon ngon ở ngoài, cao to đẹp trai vậy chứ mấy này toàn là thùng rỗng kêu to. Anh nói thật á, nhỏ nhỏ vậy mà chất lượng chứ cao cao bọng không. Thôi, tôi nói nghe đừng nói nữa. Em quá thông minh phải không? Em quá thông minh. Anh thấy không? Anh thấy tôi ngon lành không? Quá thông minh. Tôi nói tôi làm được hết, anh làm có lại tôi đâu. À, biết rồi. Nghe ca sĩ á, anh thấy tôi nãy không, cái gì tôi cũng làm được, anh cũng vậy á. À. Tôi nói anh nghe, muốn hạt nhạc có nhạc, muốn kịch có kịch, muốn hát có hát, muốn giọng cổ có giọng cổ. Anh biết hát giọng cổ không? Ê, biết chứ. Anh hát đi, mà anh được có hát thường. Đó, bây giờ hát coi như là lâu lâu mình xuất hiện đúng không? À. Mình phải làm một cái gì, anh đặt, anh sáng tác tại chỗ. Anh đừng có đặt có trước, đừng có hát cái gì quen thuộc ở trên. Anh sáng tác tại chỗ, anh nhìn tôi anh sáng tác. Đó. Ủa, vậy hả? Anh nhìn từ trên xuống dưới có cái gì anh sáng tác cái đó. Đó. Căng dữ nha, anh hát về cuộc đời của tôi. Đó, anh hát có tên tôi trong đó, có số phận tôi trong đó. Mà ở dưới người ta xúc động hết, ta vỗ tay tôi tặng quà cho anh nữa. Trời ơi, tôi có mấy món quà trong này bảo đảm với anh sống cả đời lắm. Căng dữ nha, hấp dẫn dữ nha. Vậy nha, sáng tác nha, được không? Được. Dạ, đúng bây giờ, dạ, bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm. Ổng sáng tác tại chỗ, em cũng chưa biết nó hát cái giống gì. Dạ, bây giờ. Đi mà hoa ba nha. 1, 2, 3, vô. Thủy ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió, trong dòng lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào. Hay thì có hay mà sao nó đặt mình tên Thủy. chưa đâu tiếp nè. Giờ tan mặt nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi, mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Thủy ơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đường. Trời ơi, vỗ tay hết luôn. Quá trời ơi. Sao tự nhiên đặt tôi tên Thủy? Ừ. Sao mày chưa có nấu chè cúng không địa gì mà đổi tên vậy? Thích sao đặt vậy à? Mà cũng hay sắp được cái chỗ mà. Chưa biết tôi tên gì đặt lại đúng không? Ừ, đúng. Thôi, tao Thủy là nước là may mắn rồi nha. Đúng rồi, đúng anh rồi. Anh hát hay lắm. À. Trời ơi, tôi nói thiệt với anh, tôi tặng cái này mà tôi không có chút nào e dè, tôi tặng anh nè. Trời. Sao tặng lấy hương cho nội? Xui lắm rồi nha. Được đâu. Tôi tặng phải có vấn đề chứ. Anh đôi gì anh cầm đi. Không được. Anh cứ cầm đi. À, anh cầm đi rồi. Cầm giùm tôi nha. Dạ. Yeah. Trời ơi, tặng ly hương. Chắc cái này anh quen đúng không? Ê mẹ. Trời ơi mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Ủa đâu có vậy? Trời ơi, mẹ đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ tôi mà. Anh còn nhớ anh còn có mẹ hay sao? Anh cũng còn có mẹ hay sao? Mẹ tôi chụp hình chân dung đẹp lắm nè. Hình chân dung của mẹ tôi nè, đẹp lắm. Đúng rồi. Chân dung cuối cùng của một đời người sao không đẹp được hả anh? Được. Bác ơi. Bác dậy ăn miếng cháo đi bác. Ừ. Dậy đi bác. Dậy. Ăn miếng cháo nha. Không mà. Sao vậy bác? Chờ nhất về ăn. Chờ thì cũng phải ăn mới có sức chờ. Với lại anh hứa hoài không ra anh có về ở đâu. Mà con nói bác nghe, chờ thì vô nhà chờ cũng được. Mai mốt anh về anh cũng đi vô nhà. Chứ tự nhiên bác ngồi đây hết ngày này qua ngày nọ, rồi nắng rồi sương rồi gió, rồi bác yếu trong người, bác bệnh lỡ có gì nguy hiểm lắm. Hôm qua nằm chim bao thấy nhất về. Nó hứa bữa nay về ăn cơm.
Trời ơi, anh còn sống chứ có chết ở đâu mà chim bao. Tại vì bác thương, bác nhớ quá, bác không có ăn rồi bác không ngủ qua mắt. Rồi tưởng tượng vậy thôi. Nhớ thằng Cú Đất quá à. Cú Đất là ai ạ? Cú Đất là thằng Nhất đó. Trời ơi, cái tên gì quan nghiệt vậy trời. Hồi còn nhỏ đó, cái thằng suốt ngày nó không có chịu bận quần. Bậy rồi. Nó cứ lết hết chỗ này tới chỗ kia. Tên nói đất cát nó dính đầy hết à. Ba nó đặt nó tên là Cú Đất. Trời ơi, nói cái đó làm chi vậy? Anh dính đất thì dính xi măng gì đâu có dính liếu tới con. Sao vậy? Con gái mới lớn mà tự nhiên kể cái vụ đó là chết con rồi. Bác nghĩ con là con dâu mà. Con dâu lại càng không nên nói. Ủa sao vậy? Trời ơi, bây giờ con là con dâu thì ngày mai mốt con là vợ ảnh. Rồi cái đêm động phòng rồi cứ nhớ vụ dính đất rồi sao? Trời ơi, chết giết con rồi. Con nhỏ này. Nè, út ghẻ à. Ừ, bậy nữa. Bậy rồi. Lớn tuổi mà bậy 2-3 lần á, không được đâu. Mai là cũng không ai được ở đây chứ, thôi chết rồi. Người ta trắng trơn sạch đẹp vậy hết rồi, hết lâu rồi, út trẻ hoài. Bây giờ đổi tên lâu rồi. Đổi tên gì? Út ngừng gãi. Không có còn nữa. Mày công nhận nha bác. Nhắc đến cái vụ, cái vụ ghẻ lỡ của con á, là cả một quá trình luôn nha. Hồi đó ai cũng nói chắc tại mày ở dơ nên mới ghẻ. Không phải đâu, tắm quá trời luôn á. Tắm một ngày 3-4 lần luôn á. Trời ơi, tắm riết mà nói thiệt luôn á. Nhìn mà con thấy nước là con muốn chết luôn á. Mày công nhận thiệt. Ở phải gặp phải phước chủ mai thầy. Lúc đó cái tự nhiên có một người. Chị, trời đất ơi, bác sao vậy nè bác? Trời ơi, sao bác lại ngắt vậy? Bác ơi, bác đừng làm con sợ. Có ai không? Có ai không làm ơn cứu giùm đi, có ai không? Bác ơi, bác ráng lên bác. Đi, con đưa bác đi bác sĩ, bác ráng lên. Bác ơi, bác đừng có sao nghe, bác đừng làm con sợ nghe bác. Bác ơi, đi bác. Có ai không làm ơn cứu giùm đi? Bác nói gì đi bác đừng có nín. Bác thở đi, bác đừng có ngừng thở nghe. Bác mới còn gặp anh nữa, bác ơi, bác không được bỏ cuộc như vậy đâu. Có ai không cứu giùm đi. Từ ngày con bỏ mẹ đi rời xa quê cũ, rời xa quê cũ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
già nằm nghe nắng rồi ngày con trở về đây mồ kia xanh cỏ mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi lấp thân mẹ rồi con đâu đi nha bác, bác cháu mình cùng đi, con đưa bác đi tìm anh. Ai không? Út ghẻ. Út ghẻ ơi. Anh là thằng con bất hiếu. Bất hiếu thì đúng. Mất dạy nữa là đằng khác. Nhưng Út ghẻ là sai. Tôi bây giờ tôi sạch đẹp rồi, anh cũng không nhận ra tôi mà. Tôi mới quậy anh tanh bành te tua hồi nãy đúng không? Em giả trang kỹ quá. Anh nhận ông ra. Làm sao? Làm sao mà anh nhận ra được? Đến mẹ mình anh còn không nhớ thì tôi làm sao anh nhớ được? Tôi nói anh nghe, trên thế giới bây giờ, nếu chẳng may người ta mắc bệnh Covid và nặng không qua khỏi thì sẽ ra đi trong cô đơn lạnh lẽo không một người thân đưa tiễn. Ngài nhận về chỉ là hũ tro cốt mà thôi. Mẹ anh thì may mắn hơn nhiều. Bác không bị bệnh đó, nhưng mà vẫn ra đi trong cô đơn lặng lẽ, không một người thân đưa tiễn, là sự hứa hẹn vô tâm của anh. Nhiệm vụ tôi hoàn thành rồi, tôi đã đưa bác gặp anh rồi. Chuyện còn lại là của anh. Tạm biệt anh. Chị đứng đường đẹp trai hát hay mà nợ gặp đầu có tiền trả chưa? Dạ chị ơi, em nhiều chuyện chút xíu tại em thấy chị hơi lạ lạ đó. Bộ chị bị ghẻ hay sao mà thấy ghê vậy? Tào lao, cái này là xăm full body nè. Không thấy hả? Ồ, chị xăm full body. Dạ. Vậy em tưởng chị bị ghẻ lỡ đầy mình. Em xin lỗi, tại không phải. Em thật thà hồi đó dưới quê á, em bị ghẻ chưa chóc mài là nó y chang vậy luôn nè. Thì gốm dữ lắm thiệt á. Lòng, không nói chuyện với con. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Dạ. Nè, nè, chú em. Sao rồi? Có tiền trả cho chị chưa? Đang bỏ ống nhìn dụm. Trời, dành dụm mà nó yếu xìu cái kiểu này là không có là chứ gì. Chị ơi, cho em nhiều chuyện lần hai, cho em nhiều chuyện. Vì em nhiều chuyện, em chị, bộ ổng thiếu tiền chị hả? Thì đúng rồi. Ủa nhưng mà anh là ca sĩ, anh nhiều tiền, anh giàu lắm mà sao thiếu tiền hả chị? Trời ơi, ca sĩ đứng đường. Ca sĩ hát ngoài đường chứ không phải đứng đường. Đứng đường hay ngoài đường cũng như nhau mà. Có nổi tiếng đâu mà để được lên sân khấu chứ. Nhưng mà có mình ảnh thì ảnh sống chứ đâu có nuôi ai. Bộ anh ăn chơi hay này kia bê tha sao thiếu nợ dữ vậy chị? Không phải, để chị nói cho nghe nè. Dạ. Cậu ta đó có lại nói chuyện với chị. Nó dạ. Cưa ra đó là mẹ dạy dưới quê đang bị bệnh nặng, xin chị mượn tiền để gửi về quê để cho mẹ trị bệnh. Mà em biết mà, rồi cậu có nói á là cho em từ từ đi. Dạ. Để em đi hát, em có tiền em gửi em trả lại cho chị. Dạ. Mà em biết mà, cả 2 năm trời nay rồi, cái dịch Covid này nè, ca sĩ có hát được đâu mà để mà có tiền trả chứ. Chị ơi, vậy là anh thiếu tiền là do anh mượn tiền để gửi về cho mẹ anh trị bệnh hả chị? Đúng rồi. Tôi trách lầm anh rồi. Chị ơi, em trả tiền này cho chị, số tiền bao nhiêu chị nói đem chơi liền với chị luôn. Bây giờ nè, dạ. Bây giờ chị muốn lấy cái gì chị lấy chị tính ra. Anh, tôi có. Thì ra bấy lâu nay những đồng tiền anh gửi về bác không có xài, bác không mua một viên thuốc nào uống hết. Bác đưa lại em và nói,
chuyện bác gần đất xa trời là nay mai thôi, nhưng tương lai của anh còn vợ còn con nữa. Cha mẹ là như vậy đó, lúc nào cũng có thể thiếu thốn đói rách để cho con mình đầy đủ và no ấm. Tôi nghĩ trước sau tôi cũng là con dâu, tiền này chắc cũng của tôi, cho nên tôi định giếm. Vì anh xã mà vỗ tay chi vậy? Nhưng bây giờ chồng sắp cưới thiếu nợ rồi, tôi làm vậy rồi làm sao ông bà nào cho tôi tốt được. Tôi trả cho chị nè, tôi có bao nhiêu còn thiếu đủ nhiêu đó, để từ từ tôi làm gái tôi trả, chứ giờ đâu có tiền. Không có đồng nào hết trơn. Trả thiệt cho chị? Bá bán thân. Dạ trả thiệt cho chị. Dạ đúng rồi. Trời ơi, gì sao người ta nghèo mà người ta đối xử tốt với nhau như vậy? Dạ. Mà sao tôi giàu tôi ác, tôi không biết giúp đỡ ai hết trơn vậy nè? Giờ mới biết hả? Thôi thôi được rồi, em chị cho em hết. Hả? chị xóa nợ chị cho em. Nè chị đừng làm cái này chị, không sao lại đây nghe từ từ chị nói đã. Dạ. Cái này chị cho lại em nè. Hả? Chị cho lại, cầm đi, cho cầm lấy đi. À cho lấy à. Dạ. Lấy đi nè cái này bà chị cho ơi. Em nữa nè, cứ cầm lấy từ từ đi nè cầm đi nè, chị cho nè cái nè, cái về đi bán đi nha, đi bán đi, hễ mà giúp đỡ người ta ai cần nữa cho chị biết. Ờ. Nhớ chưa? Ờ. Ha, còn tôi sẽ về tôi ăn năn sám hối, tôi về tôi bán hết của cải tôi cho tiếp, có tiền để làm gì? Có tiền để giúp đỡ, để chia sẻ để giúp đỡ mà thôi. Ủa chưa có ai chích mũi thứ tư không, lẽ mẹ này mẹ lén đi chích, nó bị overdose trời, sao tự nhiên có cuộc ngang xưa ngon vậy nè. Bởi ở Phước có vợ tốt gặp tốt liền à. Tôi xin lỗi anh, tôi biết rồi, thì ra anh không dám về thăm vì anh sợ số tiền đó không đủ để gửi cho bác trị bệnh. Thôi đi về với tôi, anh về quỳ bên mộ mẹ xin mẹ tha thứ, dù gì mình cũng bất hiếu, ngày mẹ chết cũng không gặp được mặt anh, tội nghiệp bác ấy lắm. Đi về đi, mai mốt cũng làm ca sĩ con mẹ Mạnh Thường Quân rồi nè, rồi mình làm MV mình gửi vô trung tâm thiên nga, mình hát là lên liền à nha, rồi không lên thì mình lên tỉnh luôn. Đi tôi đây, đi về với em đi. Ngày con đi đồ dởm trời ơi. Lòng mẹ thương, đồ tôi mua có mười mấy đồng ông nội ơi. Lòng mẹ ông kéo vô nó đứt một cái nó tuột hết trơn, mấy ngàn cặp mắt nhìn rồi làm sao tôi sáng tỏi. Thêm cái mạng xã hội đừng có khóc nữa, đây mình đi khóc kế bên cảnh sát nó bắt tôi giờ ông nội, nó tưởng là tôi hành hung ông á, nó thiệt tình luôn á. Nhìn đi, cái tên chưa có chồng mà có thằng trai mày lớn à. Mệt ra sức à. Bác ơi, con dẫn bác ảnh về nè. Bác chờ anh nha. Bác chắc ở đầu đây bác cũng nhìn thấy đúng không bác? Anh không có bất hiểu đâu. Đừng có khóc nữa trời à, trời à. Khóc hoài, buông ra đi, tức đi giờ đi nè. Thiệt khổ ghê luôn á.